Chào mừng anh chị trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, dưới tác động của một số thông tin không chính thống, thị trường của mình đã phản ứng khá là gây gắt. Kết quả là Vernidesk có một phiên giảm 16 điểm, đóng cửa quanh 1.155, đã chính thức thủng mốc hỗ trợ 1.160 và giảm tương đương với 1.37%. Bên chiều hướng của VN30 thì ngày hôm nay đóng cửa 1 chín điểm, giảm 22.52 điểm, tương đương với 1.83% vào hết trong rổ VIN30 ngày hôm nay 90% là các cổ phiếu đều giảm, à, chỉ có hai mã tăng, 4 mã giữ tham chiếu. Và em đánh giá trong phiên ngày hôm nay có rất là nhiều cổ phiếu bị thao túng giá, có thể là điều phối những cái hoạt động bên chỉ số phái sinh và thị trường của mình sẽ có một vài điều cần lưu ý. Thì trong video ngày hôm nay em và chị sẽ cùng nhau đi bóc tách. Và đầu tiên anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để mà cập nhật được những cái thông tin mới nhất từ kênh YouTube của em ha. Và ngoài ra nếu như anh chị có thắc mắc về cổ phiếu về thị trường thì mình có thể để lại dưới phần bình luận, em sẽ hỗ trợ chị trong khả năng của em. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi sơ qua về một vài thông tin trong phiên như dịch ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay em thấy thị trường của mình có một phiên xanh vỏ đỏ lòng và Vn Index có 131 mã tăng, 65 mã dự tham chiếu và 319 mã giảm. Và ngày hôm nay gần như là số mã giảm gấp đôi, gấp 3 so với số mã tăng. À, và chủ yếu là gì chủ yếu ngày hôm nay em thấy rất là nhiều cổ phiếu mà kết quả kinh doanh quý 2 của nó có thể là đạt đỉnh lợi nhuận ngắn hạn như là thủy sản hay là năng lượng thì ngày hôm nay giảm sàn và nó cũng đã tác động với thị trường của mình vào mặt tâm lý rất là lớn và một vài cổ phiếu khi mà rơi đến một vùng chiết khấu một vùng định giá vốn tổ chức thì đương nhiên sẽ có những nhịp phục hồi tuy nhiên đó là một trong những cái nhịp phục hồi tự nhiên không phải là những nhịp mà anh chị có thể mình giải ngân full vốn hoặc là full vị thế thì đó lại là một trong những cái rủi ro mà anh chị cần phải chú ý và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua về những cái biến động trong phiên duyệt ngày hôm nay của thị trường. Ngày hôm nay các mã tác động đến với index của thị trường có Vietcombank, Techcombank, VPBank, Masan, BID, MBBank, VIB và HPG. Và em nghĩ là trong phiên ngày hôm nay nếu như mà anh chị có quan sát thì đầu phiên những mã cổ phiếu thuộc Vingroup như là Vinhome, VRE hay là VIC đều giảm rất là sâu và kéo thị trường của mình giảm khi mà mở gap và buổi sáng là khoảng 12 điểm. Nhưng trong phiên ATC ngày hôm nay là các cổ phiếu trong rổ V30 và đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến Vingroup thì có một trong những cái lực cầu kéo vào. Điển hình như là cổ phiếu VIC từ có những nhịp vào buổi sáng giảm rất là sâu. À, giảm khi mở cửa là 67.7 anh chị. Nhưng khi mà đóng cửa thì quanh giá 70 và anh chị nhìn vào cái sổ lợn thì anh chị thấy là gì? Vào lúc 2 giờ 45 khi kết phiên ATC thì có một lực cầu. Họ vào, họ làm giá cổ phiếu này, họ kéo lên tham chiếu. Còn bên của Vinhome và VRE thì sao? Ờ, à, đối với Vinhome. Rồi, ok. Rồi, đối với Vinhome thì à, vào buổi sáng thì khi mở cửa giảm cũng rất là sâu. Và khi đóng phiên thì ở 60.5. Còn VRE... À ờ, VRE thì buổi sáng em thấy là có những cái phiên mà có những cái nhịp mà cổ phiếu này bị bán với giá sàn về những cái vùng 25.15 nhưng kết phiên thì sao? Lại kéo lên 26. Thì em lấy cho anh chị một vài cái ví dụ, ba cổ phiếu mà tâm điểm cũng như là tiêu đề ngày hôm nay là xử lý tin đồn tức thiệt của VinGroup và phần còn lại. Phần còn lại ở đây là gì anh chị? Phần còn lại là những mã cổ phiếu thì tí nữa em sẽ đi phân tích cụ thể hơn. Và ngày hôm nay số liệu của nước ngoài em thấy trong phiên vào buổi sáng họ mua rất là nhiều. Họ mua tầm 65 đến 70 tỷ. Nhưng kết phiên thì theo thống kê lại thì khó ngoại mua gần 6 tỷ thôi. Chứng tỏ là gì? Vào buổi sáng thì họ mua một phần. Nhưng với thị trường của mình không ổn thì họ đã chốt ra một phần. Còn số liệu của tự doanh? Ngày hôm nay tự doanh tiếp tục bán rồng gần 100 tỷ với các cổ phiếu như là Techcombank, MWG, Bank, HBG, Vinhome và VIP. Ngoài ra là gì? Ngoài ra còn một vài cổ phiếu nhỏ cũng bị tự doanh bán thì em sẽ không cập nhật bởi vì sao? Bởi vì mình cần quan trọng là gì? Mình cần quan trọng ở đây là xu hướng của thị trường đang trong một cái quá trình đau trên và khi thị trường đau trên thì hầu như là các tin xấu tác động với thị trường của mình đều phản ứng rất là dữ dội và gây gắt còn khi mà thị trường up trên thì hầu như những cái tin xấu về bắt giam bắt bớ thì thị trường của mình chỉ ảnh hưởng vài ba phiên sau đó sẽ bật tăng trở lại và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích chuyên sâu hơn về biểu đồ của VN Index trong phiên ngày hôm nay ngày hôm nay thị trường của mình có một cây nến rút chân ha và anh chị có thể để lại phần bình luận về các mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ thì em sẽ hỗ trợ anh chị. Rồi ngày hôm nay thị trường của mình có một phiên rút chân có những lúc giảm hơn 26 điểm, nhưng vào phiên ATC với sự tác động của các cổ phiếu như anh chị, với sự tác động của uh, các cổ phiếu như là VinGroup thì kéo thị trường của mình tăng khoảng từ 8 điểm. Rồi, 8 điểm. Và mình cần phải chú ý những gì anh chị? Mình cần phải chú ý là khi các cổ phiếu trụ được dùng để mà điều tiết những chỉ số cũng như là có tín hiệu của những cái nhà đầu tư lớn của những cái big boy họ thao túng làm giá thì thị trường của mình cái độ rủi của nó sẽ khá là cao ha thì em sẽ lấy cho anh chị một vài cái ví dụ mà anh chị có thể là mình có thể mình quan sát rõ hơn đây em lấy cái cổ phiếu Novaland ha Novaland vào 10 à, 24 tháng 11 anh chị thấy này cái cổ phiếu Novaland ngày 24 tháng 11 là gì anh chị là cái giai đoạn mà cổ phiếu này tăng rất là mạnh và kéo kéo những cái nhịp hồi giả của dòng bất động sản. Đây. Và sau đó cổ phiếu này như thế nào? Khi mà được dùng để mà kéo chỉ số xong thì cổ phiếu này sẽ điều chỉnh. Đó anh chị thấy nè, khi mà kéo xong thì cổ phiếu này điều chỉnh. Hay là cổ phiếu gì anh chị? Cổ phiếu của Việt Vietcombank. Tại em sẽ lấy anh chị một vài cái ví dụ mà em đã từng trải qua trên thị trường thì có thể là anh chị sẽ hiểu rõ hơn về bộ mặt của uh, những cái big boy những cái cổ phiếu trụ khi mà được dùng để mà thao túng làm giá vào 24 tháng 11 luôn ha. Thì anh chị thấy gì? Những cái cổ phiếu trộn này thường sẽ dùng để mà kéo, tạo tâm lý một vài phiên. Sau đó khi mà những cái cổ phiếu này hết giá trị lợi dụng và hết câu chuyện thì khả năng như thế nào? Sẽ quay đầu điều chỉnh. Là hay là việc công băng vào giai đoạn à, ngày 17 tháng 6 01. À thì cái giai đoạn này giai đoạn việc công băng nó dẫn sóng của thị trường bởi vì giai đoạn này giai đoạn uptrend. Còn khi mà thị trường đang trong quá trình sideways hoặc là downtrend thì hầu như những cái mã cổ phiếu mà kéo chỉ số thì mình không tin tưởng được. Gần đây nhất là Vietcombank vào phiên ngày 7 tháng 7 Vietcombank tăng 3.7% đó và dòng tiền như thế nào chị dòng tiền vào phiên đấy cũng khá là lớn nhưng hầu như anh chị mua hàng về thì lại lỗ đúng không đây hai hai phiên gần nhất hàng về thì đều lỗ thậm chí là âm luôn cả phần giá vốn vì vậy những cái cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại mà dùng để kéo các chỉ số thì đó lại là rủi ro chứ không phải anh chị thấy thị trường của mình rút chân đó là cái tín hiệu tốt đâu bởi vì khi thị trường của mình rút chân chủ yếu là vào phiên atc mà trong phiên atc thì hầu như anh chị không biết là tổ chức họ bán mã nào và họ mua mã nào anh chị có thể thấy cái gì các cổ phiếu vinhome vic ngày hôm nay được kéo nhưng bên cạnh đó những cái cổ phiếu bị xả trong ngày hôm nay đó là gì anh chị Techcombank, MASAN, FRT, FPT, à, một vài cái cổ phiếu khác như là gì? GAS. Đó. thì anh chị thấy bộ mặt của thị trường mình hiện tại đang cho thấy cái quá trình thị trường không ổn và không đồng thuận. Mà khi thị trường không đồng thuận thì đối với cá nhân em, cái cơ hội anh chị có thể kiếm lợi nhuận nó sẽ rất thấp. Mà chỉ khi anh chị trực một nhịp thì khả năng anh chị sẽ bốc hơi tài khoản của mình rất là nhanh. Về xu hướng thị trường, thị trường của mình hiện tại đang trong một cái quá trình xu hướng giảm. Và khi thị trường của mình càng tiệm cận về những cái vùng 1160, khi mà test về những cái vùng hỗ trợ đây không À, không ổn thì khả năng thị trường của mình sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh và đối với cá nhân anh em à, cá cá nhân em quan điểm bản thân thì em nghĩ thị trường của mình sẽ về những cái vùng bên dưới thậm chí là một à, 50 thậm chí là 1100 bởi vì thị trường hiện tại đang rất là yếu mà đa số hầu như là những anh chị do đoạn này anh chị đều cầm hàng và anh chị không bán ra đây mà khi dưới tác động của không thì hầu như là anh chị sẽ bị hoãn cho dù anh chị muốn giữ nhưng các công ty họ cũng phải gì? thu hồi lại những cái phần tiền để mà bảo vệ được uh, những cái tài khoản của anh chị hay là gì họ bắt anh chị phải nạp thêm tiền hoặc là để bán bớt cổ phiếu vì vậy khi mà thị trường của mình đó, nó có xảy ra cái quá trình không margin thì nó không kén bất kỳ mã cổ phiếu nào anh chị nhớ giai đoạn này là giai đoạn nhìn chị giai đoạn không margin của thị trường và những cái cổ phiếu nào và những cái cổ phiếu nào nó đã không margin anh chị những cái cổ phiếu trong uh, liên quan đến uh, anh quyết anh chị đấy em sẽ lấy anh chị nha đây flc giai đoạn này giai đoạn những cái cổ phiếu anh quyết này một vài công ty chứng khoán thì họ cho vay à, một vài công ty chứng khoán họ cho vay với những cái cổ phiếu dòng họ flc và khi những cái cổ phiếu này giảm mạnh thì sao các kho bãi họ phải thực hiện cái nghĩa vụ là gì thu lại những cái lượng tiền thu lại những cái lượng kho những cái lượng cổ phiếu trong kho bãi thành ra giai đoạn đó là giai đoạn mà thị trường của mình gặp những cái lực bán chéo những cái lực kho chéo rất là lớn và khi những cái lực homogen chéo thì theo thuật toán của một số công ty thì họ không phải phân biệt những doanh nghiệp nào tốt thì họ sẽ bán sau cùng những doanh nghiệp họ yếu thì họ sẽ bán đầu tiên không có đâu anh chị mà họ sẽ cân nhắc bán những cái mà cổ phiếu nào mà để tài khoản cũng như là tỷ lệ của những anh chị mà mình đang bị khăn margin nó trở về một cái mức an toàn và chấp nhận hơn nên cái câu chuyện ở đây là khi thị trường giảm thì cái độ rủi ro thị trường sẽ rất là cao và giai đoạn này em không khuyến khích anh chị sử dụng full margin full đồng bảy bởi vì sao khi thị trường của mình chỉ cần một vài cái tác động thông tin tiêu cực đến với vn index thay là một vài mã cổ phiếu trụ đi thì tất cả các nhà đầu tư đang cầm tiền à xin lỗi tất cả các nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu thì họ sẽ có xuống là gì họ sẽ bán và bán và bán và từ đó dẫn đến thị trường của mình sẽ có những cái biên độ biến động khoảng 70 hoặc là 60 điểm rồi sau khi đi qua về thị trường chung thì cá nhân em quan điểm phiên ngày hôm nay rút chân chủ yếu là các cổ phiếu trụ trong rổ V30 đặc biệt là Vinhome hay là Vic VRE khối lượng ở đây bị bán khá là, khá là lớn ha khối lượng bị bán khá là lớn và khả năng ngày mai sẽ là một cái phiên rất là quan trọng. Bởi vì thị trường của mình đã có mấy lần test về những cái vùng kháng cự 1160 không thành công thì khi test về những cái vùng kháng cự không thành công thị trường phải có những nhịp điều chỉnh sâu hơn. Để làm gì? Để rủ bỏ. Còn nếu như ngày mai là một cái phiên à, tăng mạnh đi thì nó phải cần một cái phiên dòng tiền lớn cực đại và có tín hiệu gì? Có tín hiệu bùng nổ theo đà. Có tín hiệu bùng nổ theo đà thì lúc đó thị trường của mình sẽ chuyển qua một trang mới. Còn trong bối cảnh hiện tại dựa vào những cái lịch sử, dựa vào những cái gì mà em và chị sẽ cùng nhau thấy, cùng nhau phân tích thì trong xu hướng ngắn hạn thị trường của mình đó là một cái xu hướng xấu vậy nếu như thị trường của mình tích cực hơn thì sao nếu như ngày mai thị trường của mình bùng nổ theo đà thì sao thì em sẽ cập nhật về những cái điểm mua trong tương lai còn hiện tại thị trường của mình không xác nhận bùng nổ theo đà thì em sẽ không mua chứ không phải là chứ không phải là ngày hôm nay em nói thị trường xấu ngày mai thị trường tăng xong rồi em lại nói thị trường tăng bởi vì sao em đang đánh giá thị trường bởi những phiên giao dịch gần nhất và cụ thể nhất nên cái việc ngày mai thị trường tăng trong một cái trường hợp tích cực hơn đi thị trường ngày mai xuất hiện bùng nổ thế ra thì đó lại là cơ hội cho những anh chị nào mà mình đang cầm cổ phiếu cũng như là cơ hội đối với những anh chị nào đang cầm tiền nhưng đối với cá nhân em thì xác suất thị trường điều chỉnh nó sẽ dễ hơn à, nó sẽ xảy ra mau hơn và khả năng nó cao hơn so với vấn đề thị trường tăng bởi vì anh chị thấy thị trường của mình khi mà về những cái vùng hỗ trợ đây mà test nhiều lần đó chị nó sẽ có xu hướng là gì thủng hỗ trợ đúng không nó sẽ có xu hướng thùng hỗ trợ bởi vì ai cũng nghĩ là về đây họ sẽ mua được những cái lượng cổ phiếu rẻ và họ đổi tiền mua và họ sẽ có một cái xu hướng gì về hỗ trợ mua và về kháng cự bán ra và những cái nhà big boy những cái uh, nhà tạo lập thì họ sẽ không để những nhà đầu tư dễ đoán như thế và em và chị sẽ cùng nhau phân tích xem về trong biểu đồ quá khứ khi thị trường của mình có những nghiệp mà gãy hỗ trợ thì sẽ như thế nào đây là bối cảnh vào năm 2019 khi phục hồi kinh tế bởi những cái sự kiện chiến tranh thương mại của Mỹ và Trung năm 2018 và năm 2019 thị trường của mình liên tục test về những cái vùng hỗ trợ. Có thể nói cách khác đây là cái quá trình xoay quay khi mà chạm về những cái cảnh dưới và bật tăng, chạm về những cái cảnh trên thì giảm ngược lại. Và khi nhà đầu tư có xu hướng về những cái hỗ trợ họ thích mua. Đây, về hỗ trợ lần 1 họ mua, họ thắng. Lần 2 họ mua, họ thắng. Lần 3 họ mua, họ thắng lần 4 họ mua họ thắng nhưng đến lần thứ năm thì sao anh chị là cái lần mà nhà đầu tư sẽ dễ bị dễ bị những nhà tổ chức họ giam đây lần thứ năm họ mua thì rất là dễ rơi vào một cái nhịp thủng đáy đó rơi vào một cái nhịp thủng đáy nên trong hiện tại không phải là mình cố gắng mình gỡ những cái khoản lỗ từ 1.500 đến hiện tại mà là gì mà là mình cần phải quản trị rủi ro cũng như là danh mục của mình khi thị trường của mình có những nhịp cơ hội lại đi có những nhịp phục hồi rồi à, em lấy ví dụ năm 2016 Năm 2016 thị trường của mình có những nhịp biến động rất là lớn Tuy nhiên nếu mà nhìn chung thì đó là một cái quá trình xe quay Nhưng khi thị trường giảm là bao nhiêu Từ những vùng 600 mà về bao nhiêu anh chị Về những cái vùng uh, 500 Sát 500 ở đây Thì biên độ của nó là tầm bao nhiêu 16-17% Biên độ từ những cái vùng đỉnh về những cái vùng hỗ trợ là 16-17% Thì anh chị thấy gì Tuy anh chị thấy giảm tầm một trăm mấy điểm thôi, nhưng trong cái bối cảnh năm 2016 đó là một cái mức giảm rất là lớn. Và khi anh chị chấp nhận gì, anh chị chấp nhận các lỗ những cái khoản ngắn thì anh chị sẽ có một cái cơ hội uptrend từ năm bao nhiêu? Từ năm 2016 sáu à, đến năm bao nhiêu? Đến năm 2018 đó là siêu chu kỳ tăng trưởng tín dụng và siêu chu kỳ bơm tiền của à, các gói tài khoá trong tình hình trong nước. Và nếu như mà anh chị chấp nhận gì, anh chị chấp nhận mình làm lại thì cái cơ hội anh chị về bờ sẽ cao hơn. Còn những anh chị nào mà mình À, vẫn tiếp tục mình giữ mà mình sử dụng cái lượng margin quá cao Thì khi thị trường của mình có nhiệt biến động đi Gãy sâu đi Thì hầu như anh chị đã bị cháy tài khoản Và anh chị hoàn toàn không có những cái nguồn tiền Mà mình tập trung vào dự đoạn sắp tới Nên đối với cá nhân quan điểm của em Không phải là mình cứ nghĩ thị trường của mình xấu Nhưng trong bối cảnh hiện tại thì thị trường của mình Nó cái độ ro của nó sẽ khá là cao Và thường thị trường sẽ có xu hướng thủng đáy trước khi đi lên rồi đó là góc nhìn một cũng như là quan điểm cá nhân của em thì đây không phải lời khuyến nghị hay là lời khuyên đầu tư thì anh chị xem với một cái góc nhìn là tham vấn. Sau khi đi qua về thị trường thì mình sẽ đi qua về một vài mã cổ phiếu trong huy duyệt ngày hôm nay. Và cái nhóm ngành mà em muốn chia sẻ đầu tiên đó là nhóm ngành bức à, nhóm ngành ngân hàng. Thì tại sao lại nói ngân hàng? Nếu như anh chị có xem video của em từ ngày hôm qua thì anh chị thấy là gì? Em có chia sẻ là những cái cổ phiếu trong ngân hàng đã có 3 lần test về những cái vùng đỉnh không thành công và khi những cái cổ phiếu này test đỉnh không thành công thì sao anh chị? Thì nó sẽ kéo thị trường của mình rơi đó thì hiện tại nó đã kéo thị trường của mình rơi rồi ha đó, thì em đã nói trước chứ không phải là chờ những nhịp này điều chỉnh mà em lại nói thì nó sẽ mất quan điểm hay là hắc băng này anh chị đấy nhìn chung là cả dòng ngân hàng ngày hôm nay đều điều chỉnh chỉ có một vài mã cổ phiếu nó riêng lẻ thôi thì mò một cách én không làm nên được mùa xuân anh chị nên cái vấn đề hiện tại là gì nếu như mà anh chị mà mình chấp nhận mình mua được những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay tăng như là OCB đi tăng 1.5% thì cái tỷ lệ của nó không cao mà cái tỷ lệ mà anh chị mua chật những cái cổ phiếu như gì STB Techcombank, băng, VPBank băng hay là Việt Cơm băng thì nó rất là cao. Nên cái gì khó thì mình bỏ qua. Mình sẽ đánh trong một cái bối cảnh thị trường của mình xuất hiện bùng nổ thời đà, xuất hiện những nhịp tạo đáy và xuất hiện dòng dẫn. Thì cái độ rủi ro của anh chị sẽ không cao. Rồi sau khi đi qua về dòng ngân hàng thì anh nghĩ là dòng này ngày mai sẽ vẫn sẽ có những cái tiếp tục, những cái áp lực bán rơi tiếp về những cái vòng vùng phía dưới và nó sẽ kéo thị trường của mình tiếp tục điều chỉnh ha. Rồi về dòng chứng khoán ngày hôm nay cũng bắt đầu điều chỉnh rồi. Đó, Nhìn chung thì dòng chứng khoán là một trong những cái dòng khá là nhạy đối với VN Index và khi thị trường điều chỉnh thì chắc chắn những cái dòng này sẽ là một trong những cái dòng mà điều chỉnh đầu tiên. Và nhìn chung là dòng chứng khoán và dòng ngân hàng nó có một cái mức độ tương quan giống nhau. Khi dòng ngân hàng chỉnh thì vài hôm sau rất là dễ có những nhịp dòng chứng khoán chỉnh. Và khi hai dòng lớn này chỉnh thì thị trường của mình sẽ tìm về những cái vùng hỗ trợ bên dưới. Và đó là những cái điều mà anh nghĩ anh chị cần nên chú ý. Rồi, FTS, FTS, FTS ngày hôm nay là một phiên ức bôn nhà đầu tư nha một phiên up nhà đầu tư thật ra đây là cái phiên bán phân phối của nó rồi nhưng dưới tác động fomo từ nhà đầu tư thì họ vẫn sẽ tiếp tục kéo lên đúng không anh chị họ kéo lên để làm gì họ kéo lên để phân phối nốt cái lượng hàng bởi vì những cái vùng trên đây là về những cái vùng kháng cự về những cái vùng uh, lượng cung kêu lơ lửng thì đây là một trong những cái vùng gì quá mạnh đi những cái vùng kháng cự quá mạnh nhà đầu tư kẹp rất nhiều thì họ phải kéo ráng lên đây để làm gì họ phân phối thậm chí những cái tổ chức họ còn kẹp trên đây nè anh chị đúng không những cái tổ chức họ vẫn còn kẹp trên đây nè thì họ phải kéo ráng còn những giai đoạn mà khi những cái cổ phiếu này rơi về những cái vùng kháng cự mạnh mà anh chị mua thì khả năng hàng về anh chị lỗ mười mấy phần trăm là bình thường. Mà anh chị càng cố chấp trong thị trường này thì anh chị lỗ 25 30% đó là một điều hết sức là bình thường. Đó. Rồi hay là HCM này, HCM ngày hôm nay một phiên giảm sàn khối lượng cực đại thì khả năng ngày mai sẽ quay về lấp gáp quanh những cái vùng bao nhiêu? 21 ở đây. Và khi những cái cổ phiếu nào rơi, những cái cổ phiếu leader, những cái cổ phiếu trong nhóm ngành tăng giảm thì cả dòng cả dòng thì nó sẽ như thế nào? Cả dòng sẽ điều chỉnh. Ví dụ như là ngày hôm nay HCM giảm sàn SSI tăng thì khả năng ngày mai con này sẽ quay đầu. Đó, bởi vì sao? Cả dòng này đang điều chỉnh thì rất là khó, ha, rất là khó đối với những cái cổ phiếu khác mà chạy riêng lẻ. Trừ những cái câu chuyện như là tăng vốn, phát hành thêm hoặc là gì, chia cổ tức, chia tiền thì đó là một trong những cái nội tại doanh nghiệp mà có thể là gì các đội lái trong những cái doanh nghiệp đó họ điều phối thì mình không phân tích được cung cầu bình thường thì đó là một trong những cái cổ phiếu mà mang tính chất là bỏ cung. À, em lấy ví dụ như là gì? Ví dụ như là cổ phiếu um, SAB này chị. Đây là những cái cổ phiếu mang tính chất bo cung đây. Làm sao mà mình phân tích được? Ờ, thì nó thích thì nó kéo à, hay thì rõ hơn là gì THD thái holding đó cũng liên quan đến bầu thủy anh chị thấy này khi nó tăng nó giảm mà. mình hoàn toàn mình không phân tích được nhưng mà một khi nó giảm sàn đó thì rơi từ những vùng giá hai trăm rưỡi mà còn 54 mươi chia bốn chia năm lần tài khoản của những anh chị hay là gì hay là một vài cổ phiếu à, uh, bcm đây những cái cổ phiếu mang tính chất là bo cung thanh khoản thì mình không phân tích được nên trong những cái bối cảnh là gì những cái bối cảnh những cái cổ phiếu tăng ngược thị trường mà trong nhóm ngành nó không ủng hộ thì đó là một trong những cái điều mà chị cần phải cẩn thận tránh tránh những cái việc là gì? những những cái dịp và những cái việc mà à, cổ phiếu sẽ quay đầu và nó sẽ giam sàn nhà tư mà một khi giam sàn thì hầu như là gì nó sẽ nhốt nhà tư từ 3 đến 4 cái sàn mới nhả ra và từ đó chị sẽ có những cái khoản lỗ rất là nặng và mình không thể nào mình biết xử lý được rồi sau khi đi qua về dòng chứng khoán thì mình sẽ nói về nhóm ngành thép thép ngày hôm nay nhìn chung là gì cũng phục hồi nhưng mà phục hồi rất là yếu thì khả năng cùng lắm sẽ giữ ngang thôi em cá nhân em thì cùng cùng lắm sẽ đi ngang thậm chí là chỉnh còn cái việc tăng luôn thì nó sẽ khá là khó mình phải chờ những cái phiên kế tiếp để có một cái góc nhìn cụ thể hơn dầu khí ngành, năng lượng ngày hôm nay dưới một số thông tin là giá xăng giá dầu giảm 3.000 ở trên một lít thì ngày hôm nay nhìn chung là sẽ nó cũng không giảm mạnh mấy tuy nhiên về xu hướng chung là đang cho mình thấy mà một cái quá trình điều chỉnh rồi đang cho mình thấy là gì những cái đỉnh sau nó lại thấp hơn đỉnh trước và xuất hiện những cái bán lớn chí ít nó phải có một, một giai đoạn hấp thụ biên ở đây một thời gian vài tháng hay là vài tuần thì mình sẽ chú ý còn trong bối cảnh hiện tại thì nó đang có những nhịp biến động rất là lớn điều chỉnh những cái 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 nến của nó rất là lỏng lẻo thì khả năng như thế nào khả năng rủi ro của nó sẽ khá là cao hay là gì hay là những cái nhịp này đó khi cổ phiếu nó biến động rất là lỏng lẻo thì khả năng cổ phiếu gì sẽ gặp những cái tâm lý nhà đầu tư mà khi thị trường lại không ủng hộ thì những cái cổ phiếu này vẫn sẽ cắm đầu đây vẫn sẽ cắm đầu về chu kỳ của nhóm ngành dầu khí thì mình nghĩ là lạm phát trên thế giới vẫn sẽ tiếp tục tăng và nhóm, ng nhóm ngành dầu khí vẫn sẽ có cơ hội tuy nhiên đối với một nhà đầu tư họ cầm một năm nó lại khác với những nhà đầu tư cầm một tuần nên là mình phải xác định cái quan điểm đầu tư của mình mà mình không thể nào mình lấy cái tư duy của ông một năm mình lại đầu tư vào một cái bối cảnh tr thị trường hiện tại mà anh chị xác định là đánh ngắn được nó sẽ bị bất nghịch lý đó, nó sẽ bị nghịch lý ở đây thì khi nó bị nghịch lý thì mình sẽ mất phương hướng khi mà mình mua những cái cổ phiếu này mình không biết nên nắm giữ hay là mình nên bán rồi hay là gì hay là uh, ngày hôm nay nhìn chung nó cũng sẽ quay thôi gas thì giảm khối lượng cũng không lớn thì nhìn chung nó sẽ tích lũy ở đây một thời gian thậm à, chí khi thị trường chỉnh thì những con này sẽ là một trong những cái con chỉnh đầu tiên và khi thị trường tăng có thể là sẽ kéo lại những con này rồi à, BVD BVS nhìn chung vẫn bình thường ha BVD khi quá bán thì có một phiên phục hồi nó cũng không nói nói lên gì quá là nhiều thì có thể sẽ rơi, rơi về những cái vùng giá 17.5 thì mình cùng quan sát rồi năng lượng tái tạo là có những cái cổ phiếu điện gió điện khí là GEG này. đây là cái quá trình phân phối của nó rồi những cái tổ chức họ không chấp nhận mua những cái tổ chức họ không chấp nhận mua để mà nó lên thì đây là những cái quá trình phân phối của nó thì khả năng sẽ điều chỉnh tiếp nên chỉ có những cái nhóm này anh chị cần nên mình xử lý càng sớm càng tốt HDG ha HDG thì nó mang tính chất là khá là bao cung ha thì nó thiên hướng về cũng có dính đến một xíu về bất động sản nữa thì nó sẽ bị nhiễu sóng và mình không phân tích chính xác được Nam uh, NT2 uh, NT2 nhìn chung thì thì nó sẽ xe quay hơn bởi vì đây là một trong những cái vùng hỗ trợ cứng của nó rồi mình cùng nhau quan sát bao wow. à, uh, bao thì hiện tại sẽ tìm về những cái vùng hỗ trợ bên dưới là 12 rồi nhìn chung là cả nhóm ngành năng lượng thì đang cho thấy là xu hướng điều chỉnh. Và đặc biệt ngày hôm nay các cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh lợi nhuận đột biến như là thủy sản này, dịch may này thì ngày hôm nay lại giảm sàn. Đó những cái ông mà tham bắt đáy và những cái phiên bao nhiêu phiên ngày 6 tháng 7, đấy, phiên ngày 6 tháng 7 hô hào bắt đáy bắt được trần rồi kết quả hàng về lại lỗ. Và khả năng ngày mai sẽ lỗ tiếp nha. Mà khi ngày mai lỗ thì chấp những anh chị nào bắt lấy bắt lấy anh chị có chấp nhận mình cắt lỗ hay không hay là anh chị lại đem ra những cái câu chuyện về bối cảnh vĩ mô đem những câu chuyện về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà anh chị lại xác định mình cầm thì đó là một trong những cái mà giết chết nhà đầu tư bằng cái sự kỳ vọng nếu như mà anh chị xác định là mình trading ngắn hạn tới cộng mà khi nó không đúng với những cái kế hoạch mình đề ra thì cái cách tốt nhất là anh chị làm gì anh chị phải cắt lỗ anh chị chốt cổ phiếu đó ra chứ không phải là anh chị cố đắm ăn xôi rồi hay là FMC thì nó cũng liên quan đến cái doanh nghiệp về xuất khẩu tôm nhìn chung là gì cả dòng thủy sản hiện tại cho mình thấy là gì nó đã phản ánh vào kết quả kinh doanh quý hai và nó sẽ không có sự kỳ vọng trong khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa nếu như trong quý 3 mà nó có những cái sự kỳ vọng về xuất khẩu sang thị trường của Mỹ thì mình sẽ chú ý còn giai đoạn hiện tại về xu hướng phân tích kỹ thuật cũng như là về xu hướng của phân tích cơ bản tìm thấy là nó đã hết chu kỳ xuất nhập khẩu ghiu cũng vậy ha msh cũng vậy thì mình nhìn chung xu hướng những cái cổ phiếu này nó cũng không có quá là đặc sắc cũng như là không có những cái cơ hội và ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái cổ phiếu bất động sản đi. Sale ngày hôm thứ sáu bật tăng khối lượng rất là lớn ngày hôm nay bắt đầu trả điểm lại ha và khả năng ngày mai sẽ điều chỉnh và hầu như những anh chị nào mình bắt đáy những cái phiên ngày thứ sáu anh chị không có lợi nhuận chỉ có một vài cổ phiếu rất là ít anh chị có lợi nhuận ví dụ như là DIG này đây thì có thể anh chị có lợi nhuận được tuy nhiên không phải cổ phiếu nào anh chị cũng bắt được Đó, ví dụ những anh chị nào bắt những cái đoạn trên đây nè anh chị bắt từ những cái phiên ngày 13 tháng 5 mà chắc gì những cái phiên ngày 31 tháng 5 anh chị bán đúng không hay là anh chị kỳ vọng nó cao hơn mà khi anh chị kỳ vọng mà nó giảm thì sao anh chị không chịu bán anh chị lại gom À, anh chị lại tiếp tục mình gom mà tài khoản anh chị tiền nó có giới hạn nên khả năng anh chị sẽ rơi vào những nhịp điều chỉnh và mình sẽ ôm một cái cổ phiếu chung vốn rất là lâu và sẽ bỏ lỡ rất là nhiều các ngọn khác hay là đức xanh ngày phiên thứ sáu cũng bật tăng này bật tăng trần khối lượng cực đại này chắc gì hàng về đã có lợi nhuận đúng không chắc về lợi hàng về đã có lợi nhuận nên những cái phiên mà bùng nổ khối lượng ở những cái vùng đáy không phải là những nhịp mà mình mua anh chị xem ETA này đây là một cái phiên bùng nổ khối lượng đấy này. rất là nhiều ông hô và bao nhiêu hô về những cái vùng giá 13 14 nhưng đối với những doanh nghiệp nào mà liên quan đến dính đến những cái pháp pháp lý dính về những cái chính trị thì đó không phải là những cái miếng mồi ngon đó. và khi anh chị nào bắt đáy phiên ETA bật tăng trần hàng về anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm hàng về anh chị lỗ 22 đó thì khi lỗ 22 phần anh chị là như thế nào anh chị lại không dám cắt và cái khoản lỗ sẽ tiếp tục đi theo anh chị HDC À, HDC ngày hôm nay nổ vôn nhưng mà nhìn chung mình quan sát đây không phải là những cái phiên mua của anh chị ha EDJ, à, nhìn chung bất động sản ngày hôm nay hồi thì cũng có sẽ uh, sẽ có những sự phương hóa tuy nhiên mình quan sát là chính rồi IDC uh, ngày mai tiền vào cũng rất ok những cái mã này những cái mã khỏe với thị trường có tín hiệu là nâng đáy đấy và đối với em thì EDC thì à, cái vùng này vẫn là một trong những cái vùng kháng cự mạnh của nó thì mình cùng quan sát có thể đi, tới đây thị trường điều chỉnh sẽ về những cái vùng 50 mà nếu như nó về những cái vùng 50 mà xuất hiện những cái cơ hội đi thì em sẽ tặng anh chị trên YouTube cũng như là room cộng đồng nên là chị đăng ký kênh của như là Live video để mà cập nhật được những cái thông tin những cái mà cổ phiếu khỏe nhất thị trường uh, cùng với em ha KBC ngày hôm nay cũng bật tăng tuy nhiên đây là một trong những cái vùng kháng cự mạnh của nó thì khả năng nó sẽ tăng không mạnh và sẽ có những nhịp quay đầu trở lại đây em lấy ví dụ phiên này là một cái phiên bật tăng mạnh của KBC này nhưng mà anh chị mua hàng về chắc anh gì để có lợi nhuận đúng không hàng về hầu như là anh chị đều lỗ hết rồi trong cái bối cảnh hiện tại thì em thấy thị trường của mình cơ hội nó rất là ít mà cái rủi ro của nó sẽ rất là cao những nhóm ngành đạm đi thì mình đi qua hóa chất đạm thì ngày hôm nay cũng trả điểm ha thì chu kỳ của nó đã hết thì nó phải có một quá trình tích lũy gom hàng khá là lâu và khi nào có sống thì mình không biết được tuy nhiên về những cái mạng cổ phiếu đó không thích hợp để anh chị tham gia và nếu như mà anh chị nắm giữ thì mình phải xác định là mình cầm 6 tháng đến một năm thậm chí là hai năm chờ những cái chu kỳ chờ những cái sự kiện mới nó sẽ thúc đẩy những cái nhóm ngành đó bán lẻ à, ngày hôm nay thì nhìn chung bán lẻ cũng có sự phân hóa rất là lớn đối với những cái mã cổ phiếu như là gì như là FRT này hôm nay giảm rất là mạnh ha DC World này. rồi một vài cổ phiếu bật tăng mạnh như là gì Debaco nè Debaco bật tăng mạnh thì giá thịt heo bên châu Phi tăng rất là mạnh đó cũng như giá thịt heo trên thế giới tăng rất là mạnh thì đó là một trong những cái tín hiệu mà những cái cổ phiếu này bật tăng thôi tuy nhiên nó không cho mình điểm mua nó nói lên chữ V gì mà anh chị mua thì sao nếu như nó chỉnh thì chỉnh như này đó, anh chỉ có chấp nhận được hay không? đây à, nó lên đây. nó lên được bao nhiêu? lên từ những cái vùng giá 17.5 mà lên 22.5 ha, sau đó chỉnh bao nhiêu? từ 22.5 về dưới 15. đó thì đây là một trong những cái nhịp mà mình cần nên tỉnh táo chứ không phải là em ơi hôm nay ngày, ngày hôm nay mình mua gì, ngày mai mình bán gì thì anh chị mãi mãi sẽ rất là dễ rơi vào những nhịp điều chỉnh và uh, gồng lỗ cổ phiếu. Rồi nhìn chung là đầu tư công thì mình phải chờ những cái gói cuối năm đây của chính phủ thôi. Bởi vì cái tốc độ giãn giãn ngân đầu tư công của thị trường của mình á chỉ mới tầm 20% của gói tài khóa mà khi chỉ mới 20% kết hợp với gì giai đoạn trước thì giá thép tăng mạnh thì cái cái quy trình giải ngân đầu tư công nó sẽ bị hạn chế lại và mất thời gian hơn thì mình cùng nhau chờ đến quý 3 quý 4 xem những cái công trình như thế nào còn hiện tại đang trong một xu hướng là giảm thì mình sẽ không tham gia đầu tư rồi cảng biển thì Trung Quốc lockdown tuy nhiên những cái nhóm này thì nó phải có một thời gian thấp thụ bởi vì đây là một trong những cái phân phối phân phối của nó thì phải hấp thụ những cái vùng biên dưới khá là lâu một số sự kiện anh chị đấy gì Trung Quốc họ vẫn đang trong cái quá trình là gì lockdown covid đúng không mà khi họ đang trong quá trình lockdown covid thì ở những doanh nghiệp này nó vẫn sẽ hưởng lợi nhưng đó là một trong những câu chuyện từ 3-6 tháng tới còn hiện tại như thế nào anh chị mua những nghiệp này mà khi thị trường của mình điều chỉnh thì sao thì những cái mã cổ phiếu này nó sẽ điều chỉnh tiếp cùng với thị trường đúng không nó sẽ điều chỉnh tiếp cùng với thị trường nên không phải là những cái bối cảnh vĩ mô tốt là anh chị mua cổ phiếu nó có lãi đâu đó mình cần phải thống nhất với nhau với cái quan điểm như vậy hay là một vài cặp cái mà cổ phiếu trong nhóm ngành bảo hiểm đi thì ai cũng biết câu chuyện về lạm phát câu chuyện về Fed thì anh chỉ thấy tại sao lạm phát tăng mà cổ phiếu bảo hiểm ngày hôm nay giảm đúng không nên là gì khi mà mình phân tích mình đầu tư mình phải xét về cái nhóm ngành xét về chu kỳ vĩ mô và xét về những cái điểm mua không phải là một cái chu kỳ vĩ mô lạm phát tăng thì bảo hiểm ngon đồng ý lạm phát tăng thì sao thì lãi suất nó sẽ tăng lên thì thường có tám những doanh nghiệp về bảo hiểm cái nguồn thu của nó là từ gì từ lãi suất và từ những hoạt động đầu tư tài chính. Nên cái vấn đề là gì? Vấn đề về cái chu kỳ nhóm ngành nó vẫn sẽ còn, nhưng nó là một trong những câu chuyện có thể là quý 3, quý 4 nó sẽ có những chu kỳ đã lên. Còn hiện tại không phải là thích hợp để anh chị có thể là gì? Mình mua T3 mà anh chị đòi lãi 15-20% như cái bối cảnh năm 2020-2021 thì giai đoạn này nó rất là khó. Rồi. Sau khi đi qua hầu như là tất cả các nhóm ngành, tất cả về mã cổ phiếu trên thị trường thì mình sẽ cùng nhau mình xem lại một vài cái tâm điểm trong phiên ngày hôm nay. Đó là gì? Vingroup và phần còn lại. Vingroup là sao? Vingroup là những cái mã cổ phiếu liên quan đến uh, tập đoàn Vingroup như là Vinhome, VRE hay là uh, VIC. Thì anh chị thấy ngày hôm nay VIC nó kéo trong phiên ATC thì khả năng ngày mai như là ngày, nay, ngày mai sẽ có nhịp điều chỉnh trở lại trả điểm hay là gì. VRE, đây VRE có những lúc giảm sàn mà nó kéo lên khối lượng ở đây không đạt. Đó, kéo lên khối lượng không đạt thì khả năng ngày mai sẽ điều chỉnh thôi. Bởi vì sao? Nếu như con VIC điều chỉnh thì nhà tư sẽ có xu hướng nhìn vào những cái mã đó mà uh, mua bán với những cái mã như là VRE hay là Vinhome. Vinhomes ngày hôm nay kéo lên ha dòng tiền cũng tương đối khoảng 4 triệu mấy gần 5 triệu cổ phiếu thì mình xác định đây là một trong những cái vùng đáy ngắn hạn của nó còn cái vấn đề mà nó chạy một bạch lên hay không thì mình không đời nào mình biết được à, mình chỉ thấy nó chạy khi nó đã chạy đó. còn với đây hiện tại thì đây không phải là những cái tín hiệu mà để anh chị mua khi một số thông tin như vậy bộ công an đã xác định là những thông tin về tập đoàn virus đó là một trong những cái thông tin sai sự thật mà anh chị nghĩ nếu như những cái thông tin sai sự thật đó mà đã được xác nhận thì cổ phiếu kéo lên hoàn toàn không có chuyện đó ví dụ như là gì ví dụ như là flc đây là quá trình gì đây là cái quá trình một số thông tin về bán chui đó thì một số thông tin đưa ra là gì anh chị là à, xác nhận không có những thông tin đó không có những thông tin về bắt giam nhưng sau đó như thế nào sau đó cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục rơi nên cái vấn đề những doanh nghiệp nào mà liên quan đến vấn đề pháp lý chính trị điển hình nhất là có ita này thì sao thì mình không nên tham gia hay là gì hay là d 2 d tít đó, tập đoàn tín nghĩa đó. đây là quá trình gì quá trình giám đốc chủ tịch gì đấy thì bị những vấn đề pháp lý đó thì nó cũng rơi đó, à, hay là gì tiếp đó này rồi rất là mạnh nha nên cái vấn đề anh chị mới đầu tư trên thị trường này mà anh chị xác định là anh chị muốn một vài ba ngày mà anh chị lãi mười mấy hai phần cao hơn lãi ngân hàng giữa một năm thì câu chuyện nó không có mà nếu như nó có nó cũng không dành cho số đông mà khi nếu như nếu như nó dành cho số đông thì nó không phải là miếng mồi ngon rồi thì em cũng xin kết thúc cái video đây nếu như mà anh chị có những cái câu hỏi nào về cổ phiếu về thị trường thì có thể đặt lại dưới cái phần bình luận và anh chị đừng quên cho em một cái nút like ha rồi cảm ơn anh chị đã xem rồi chúc anh chị một buổi tối ngon nhất